Yo, tụi mày có biết là trong khi tụi mày đang tự cho rằng tụi mày là một thứ gì đó thật là vĩ đại, thật là cao siêu, thì tụi tao vẫn ngồi đây và tự cảm thấy rằng bản thân mình thật nhỏ bé biết bao nhiêu. Đó chính là sự khác biệt giữa lý thuyết và thực hành, giữa đời thật và cuộc sống ảo. Và nếu như mày còn thắc mắc, ok, nghe đi. Việc tiếp tôi không được dừng lại. Hãy cho tao biết mày làm được gì khiến người ta nói mày là thằng ăn hại. Chính mày tạo nên, chính mày đạp đổ cái hố vũ trụ không? Một cái cấu thụ không? Mày chỉ là người bình thường. Mày chỉ là người bình thường trong số hàng tỷ con người ở trên cục đất màu xanh dần dần đã không còn. Cho dù mày viết cả trăm bài, cả triệu bài nữa thì nó vẫn sẽ bị mài mòn. Vẫn sẽ bị mài mòn. Đúng, cuộc sống qua là một hành trình dài. Và cho đến khi mày nhớ một hình hài, mày đã biết yêu, biết ghen, biết giận, biết vị tha. Mày yêu điên cuồng rồi đến một ngày nó yêu người khác là kết quả. Mày thua cuộc, lòng tin của mày bị mối chuột. Tao tin là tiền không phải tất cả, nhưng không có tiền thì vất vả. Mày không thể nhìn người yêu mày khổ một ít, nhưng đều là tất cả. Mày mất người yêu là người yêu mày thật sự không phải mày yêu. Chứ có mày đã kiệt sức thì hãy cứ để người khác giàu có hơn mày, lo cho nó. Định nghĩa hai chữ cuộc sống tao gọi tóm tắt là trả nợ. Mày còn đang thở thì vẫn đang trả. Sự thật có làm mày run sợ. Và tao cứ tin tin tin, tao đâu sinh ra để thụt lùi. Còn mày thì biến biến biến, bồng cảnh chân chỉ có một mùi. Mày hãy cứ dồn tao vào đường cùng đi, cứ xem tao là thằng khùng đi. Và 4 lít máu này tao mới lấy, tao tặng mày đó mày dùng đi. Cứ dồn tao vào đường cùng đi, cứ xem tao là thằng khùng đi. Và 4 lít máu này tao mới lấy, tao tặng mày đó mày dùng đi. Yo, mày không thể hiểu câu chuyện tao kể, nó chưa từng ngậm đắng cay. Cứ mặt xuống đất khổ thẹn với đời vì mày là kẻ trắng tay. Xã hội này đổi trắng thay, đen đội phận đến cho dù số phận đã dồn mày vào đường cùng. Cuộc đời mày bị chốt cắn hay đồng tiền làm chủ tất cả, và mày không thể làm được gì khác. Con đàn bà của mày liệu còn ở lại khi mày chẳng khác gì rác. Tin tao đi, tin tao đi, chỉ còn nhạc rap là bạn. Nó vẫn chấp nhận dù mày là ai, rồi buồn chỉ cần mày rót là cạn. Hãy cứ chửi cứ rổ vào mặt tụi nó nếu mày cảm thấy nhẹ lòng. Có những nỗi đau không thể bật khóc như một đứa trẻ trên tay mẹ bồng. Mày từng là một chiến binh, cuộc đời là cuộc chiến chinh. Và nếu đó là số phận, người con gái đó phải buộc hiến chinh. Hãy cứ viết thêm một bài rap dù họ chẳng biết mày là ai. Mày đang cố chấp phải đéo cần biết là đúng hay là sai. Mày đã lạc bước ra đi quá xa đến mức không thể nào dừng lại. Mày có thể sống chỉ được một lần, cho nên mày không cần phải ngừng lại. Định nghĩa hay từ cuộc sống tao gọi tóm tắt là trả nợ. Mày còn đang thở thì vẫn đang trả. Sự thật có làm mày run sợ. Và tao cứ tiến tiến tiến, tao đâu sinh ra để thụt lùi. Còn mày thì biến biến biến, một cái chân chỉ có một mùi. Mày hãy cứ dồn tao vào đường cùng đi, cứ xem tao là thằng khùng đi. Và 4 lít máu này tao mới lấy, tao tặng mày đó mày dùng đi. Cứ dồn tao vào đường cùng đi, cứ xem tao là thằng khùng đi. Và 4 lít máu này tao mới lấy, tao tặng mày đó mày dùng đi.